cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang đi vào những công đoạn cuối. Ở gói thầu XL03 đã thảm nhựa được 15 trên 35 km. Đây cũng là lúc việc thi công rất nhạy cảm với thời tiết, bởi hễ mưa là thi công phải dừng. Nhà thầu cho biết bởi thời tiết bất thường nên đang dồn lực tranh thủ những lúc khô ráo để thi công. Hiện tại cái đoạn thi công của cao tốc Phan Thiết Dầu Dây là đang vào giai đoạn mùa mưa. Thời tiết của một ngày thì sáng nắng và chiều mưa, cái hàm lượng mưa thì rất là lớn. Hiện tại thì nhà thầu cũng đang căng cái thời tiết và đẩy cái tối đa về cái điều kiện thi công trong cái thời tiết nắng. Thời tiết thì có thể tranh thủ, nhưng có thêm một vấn đề đối với gần như toàn bộ các nhà thầu hiện nay, đó là giá nhiên liệu và vật tư tăng phi mã. Giá xăng dầu đang tăng đột biến rất là cao, giá vật tư thì cũng leo thang theo, nhưng mà nhà thầu thì vẫn cố gắng khắc phục và để đưa cái vật liệu vật tư vào trong dự án để làm cho nó đẩy nhanh được cái tiến độ. Cái lượng nhân liệu mà để tiêu thụ cho dự án, cho xe máy thiết bị rất là lớn, nhưng mà nhà thầu vẫn cố gắng để khắc phục và huy động tối đa về nhân lực và xe máy thiết bị để đẩy nhanh tiến độ của dự án. Giá nhiên liệu đã tăng khoảng 300% so với thời điểm bắt đầu triển khai dự án, kéo theo giá mọi loại vật tư liên quan như xi măng, nhựa đường, thép xây dựng đều phi mã tăng theo. Cao tốc Bắc Nam sử dụng vốn đầu tư công nên các hợp đồng đơn giá điều chỉnh theo phương pháp hệ số và được tính cho toàn bộ hợp đồng. Và tính toán của chủ đầu tư theo phương pháp này cho kết quả là bù trượt giá mới được khoảng dưới 10% cho từ đầu năm tới nay. Những năm trước, con số này còn thấp hơn. Thế nên càng làm thì càng lỗ. Dự kiến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây sẽ hoàn thành trong năm 2022, dù hiện tại đang chậm khoảng gần 5% so với kế hoạch. Tình trạng càng làm càng lỗ như hiện nay sẽ là bài toán khó cho cả chủ đầu tư và nhà thầu.